Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại nơi làm việc của anh em mình. Bây giờ Tiên lại tiếp tục quay video lặn tăng 2 tại Gò Giàn Cửa nè mọi người. Hiện tại thì tăng đầu tiên anh em mình lên cũng khá là ok rồi. Nói chung thì đồ vẫn còn ướt nè mọi người, mới lặn tăng đầu lên thì anh em còn ướt mềm ha. Đây, hiện tại thì anh em mình sẽ ăn lót dẻ những cái miếng dưa để tiếp tục lặn tăng 2. Thì do hai tăng đi dập phải ăn một cái thứ gì đó lót dẻ để thứ nhất là cho nó vững bụng, thứ hai là khỏi bị đói, thứ ba là lót dẻ ra tử khỏi bị ợ nha mọi người, chứ không nó ệ lên thì rất là nóng càng khổ. Rồi đây, cái này mình sẽ tập trung tới trước này để ăn dưa. À, có bánh thì ăn bánh, còn thì ăn những cái miếng dưa này. Đây. Khá là mát. Thì ăn dưa này xong thì sẽ lặn tiếp. Tới 12 giờ khuya thì lên thì ăn cơm, xong rồi lặn tăng 3. Do tháng này nước ấm thì sẽ làm liên tục 3 tăng rồi nghỉ nha mọi người. Cái này vô đồ chuẩn bị lần tiếp. Tiên mời tất cả mọi người theo dõi tăng 2 thành quả của anh em như thế nào nha. Hy vọng sẽ bội thu hơn tăng đầu nha mọi người. Mời mọi người theo dõi Tiên lần bắt khá sản. Ok. Thank you.